Thưa quý vị, hưởng ứng thư kêu gọi san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê đã vận động các chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê trọ cho các sinh viên, người lao động để giúp mọi người cùng bước qua đại dịch. Dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng, em Hứa Huyền Thương, quê ở tỉnh Khánh Hòa, sinh viên năm tư trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, không được về nhà do bận ôn thi cuối khóa. Trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội, em được sống trong sự yêu thương đùm bọc của mọi người. Từ tháng 5 cho tới tháng 7 là anh đã giảm cho mấy tụi em là 5% rồi. Thì đỉnh điểm của tới tháng 8 thì là dịch là đỉnh điểm nhất, cho nên là mọi người là không có đi ra đường được. Thì tụi con thì cũng ở nhà không thôi, cũng vì là cũng là sinh viên, cho nên đó là anh giảm cho tụi em là 100% luôn. Thì em rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Thì đối với tháng 9 này thì là anh cũng đã giảm cho tụi em tới tận 70%. Chú là bao giờ ngày nào cũng nấu đồ ăn xong rồi đem sang cùng chia sẻ cho con hết trơn. Nói chung là con cảm thấy rất là hạnh phúc và lại ấm lòng với chú. Người chủ nhà trọ mà em Hứa Huyền Thương nhắc đến là anh Trần Thanh Tú, trú tại phường Chính Gián. Dịch bệnh bùng phát, hiểu được cuộc sống của các em sinh viên, người lao động thuê trọ rất khó khăn. Anh đã bàn với gia đình giảm và miễn tiền thuê trọ từ tháng 5 đến tháng 9. Từ tháng 5 tới tháng 7 thì em nói chung là khi dịch còn chưa nghiêm trọng thì em giảm 50%. Thì sau còn vào tháng 8 thì dịch nghiêm trọng, chỉ thị 16, thành phố áp dụng chỉ thị 16 ở yên đó thì em giảm 100%. Tháng 9 này em dự định là giảm 70% tiền trọ cho mọi người. Mình cùng chung tay với thành phố để coi như là giúp miễn giảm như vậy, để giúp đỡ cho những người khó khăn là vượt qua đại dịch này để họ tiếp tục cuộc sống. Khu dân cư Xuân Đăng 4, phường Xuân Hà có 35 hộ gia đình cho thuê trọ. Khi ban công tác mặt trận đến vận động, các chủ nhà trọ đều tự nguyện giúp người thuê trọ giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày. Họ làm với tinh thần rất là vui vẻ, phấn khởi, chứ không có cái gì là đắn đo này khác. Tháng 8 là phần lớn là giảm 100%. Hình như vậy. Còn trong khu dân cư thì như vừa rồi là thành phố mình có rất nhiều rau củ quả mà mang về, thì chúng tôi phân phát đầy đủ cho các hộ thuê nhà. Như các em sinh viên một hộ, một đứa sống một phòng như thế này cũng tính là một hộ. Cho nên là tất cả đều chia đều đầy đủ hết, không có ai bị, nói chung là không ai bị bỏ lại phía sau cả. Cho đến thời điểm này, phường Xuân Hà đã vận động được 85 chủ nhà trọ miễn phí, giảm tiền thuê trọ lên đến 400 triệu đồng. Nghĩa cử cao đẹp này đã góp phần lan tỏa yêu thương, giúp cho những người lao động nghèo, các em sinh viên cảm thấy ấm lòng, tiếp thêm tinh thần động lực cùng nhau vượt qua dịch bệnh.